Cho con hỏi thế nào là một người cận sự đúng nghĩa theo tinh thần kinh điển Pali? Nếu như quý vị hỏi mà theo kinh điển á nha, thì người cư sĩ mà chuẩn á, ở trong kinh gọi là cư sĩ như là bông sen vàng hoặc là cư sĩ như là viên ngọc lục bảo, đầu tiên á là phải có giới, giới hạnh với trong sạch, chứ không phải cái kiểu như mình á quy y có pháp danh là đã được gọi là Phật tử, chưa phải. Tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn để gọi là tiêu chuẩn vàng, đầu tiên là phải có giới, thứ hai là phải có niềm tin nơi Tam Bảo, chứ không phải là mình quy y cho đã rồi mình nương tựa Tam Bảo rồi đó, rồi người ta kêu là đạo cốc đạo ổi, miếu miếu thánh miếu thần, miếu con hổ con beo con mèo, con này con kia, thì mình cũng nhào vô mình quỳ mình lạy, nhào vô mình quỳ mình xin. Niềm tin đối với Tam Bảo phải kiên cố. Cái thứ ba là tin vào nghiệp và quả của nghiệp thay vì tin vào chuyện điềm lành điềm dữ. Tức là chúng ta, cái người mà tiêu chuẩn á nha, tiêu chuẩn thì không bao giờ đi coi bói tướng. Sư không nói là chuyện xem bói, xem tướng, xem ngày, xem giờ là nó không đúng. Sư không nói. Nhưng cái vấn đề là do người cư sĩ mà tiêu chuẩn hạng vàng đó, họ coi trọng nghiệp và quả của nghiệp hơn. Cho nên họ không cần thiết phải đi xem bói xem tướng. Và cũng không cần thiết phải lo lắng điềm lành điềm dữ, coi ngày coi giờ, lo thí dụ như nuôi mèo sợ nghèo, thí dụ như vậy. Hoặc là ra đường mà gặp bà bầu thì có thể là bị xui, hoặc là bà bầu thì thế này thế kia. Họ không bao giờ tin như vậy. Họ tin và ưu tiên nghiệp và quả của nghiệp. Và cái điều cuối cùng là luôn luôn ưu tiên chư tăng lên trước hết. Và không bao giờ đặt cái đối tượng ưu tiên bất kỳ một đối tượng nào lên trước chư tăng. Tức là chư tăng là đối tượng ưu tiên hàng đầu. Thì đó là cái tiêu chuẩn hạng vàng của người cư sĩ ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Tôi nhớ là Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 pháp, cái phẩm mà cái bài kinh tên là như là kẻ vứt đi. Đức Phật nói rất là nặng. Tức là cái người mà đáng bị vứt đi, cái người mà coi như là xếp vào cái hạng là hạng cuối cùng, cái hạng mà mạt nhất á, là cái hạng không có giới. Cái thứ hai là không có niềm tin ở Tam Bảo. Cái thứ ba đó là tin vào bói toán, tin vào những cái điềm lành điềm dữ thay vì tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Và cái thứ tư á, là luôn đặt những đối tượng ưu tiên khác lên trên chư tăng. Thì đó là thuộc cái hàng là thấp kém nhất. Và phải nói là cái từ Pali dùng những cái từ rất là nặng. Cho nên là nếu như mà chúng ta muốn làm cư sĩ hạng vàng thì đó là tiêu chuẩn dành cho quý vị. Còn mình xét lại bốn cái vấn đề trên, mình cái nào được, cái nào chưa được thì mình tự biết cái thứ hạng của mình trong hàng cư sĩ.